Trại Bò Tư Chiến kính chào cô chú anh chị các tỉnh gần xa. Chiều hôm nay là ngày 24 tháng 5 năm 2023, bò em trực tiếp xuống trại gồm Pháp Kem 3B, bò cơ bắp, có cặp cơ bắp 6 múi cuộn cuộn anh chị, giá rất là mềm rẻ luôn. Và anh chị các tỉnh gần xa nhận tin bò đó, tại em xem cùng tham khảo, xem xét cái chuộng chốt bò em xe nhà giao tận nơi. Hai con bò cơ bắp, một con màu xám, một con màu đen. Cặp bò chỉ có giá là 45 triệu. Con đen, một con đen phùi lùi ha. Với con màu xám là cơ bắp 6 múi. Tại em giờ có cặp cơ bắp 6 múi. Và với hai con 3B, một con tháp chỉ có giá là 43 triệu à. Ba bò 43 triệu. Hai bò 3B, một con tháp có giá là 43 triệu. Để em đăng riêng để anh chị xem dễ con mẹ. Nãy giờ cũng hơi tối rồi, nãy sáng em đăng riêng lại cặp bò giá rất là mềm, hai con 3B với con tháp mà có giá là 43 triệu. Em có xe nhà giao xin giao tận nơi cho anh chị là 100 cây hết. Bò rất đẹp mà giá rất là mềm. Có cặp cơ bắp 6 múi, con màu xám, con màu đen với giá là 45 triệu. Cũng cũ luôn. Bò mà trong xe nó tối mà bò màu đen nó nhìn thấy. Rồi bẹo vô đây quý ơi, bẹo đây con. Con cuộn cuộn à, để hồi dắt xuống cho anh chị nha. Đây nè, hai con một con bò này đó, với con bò này, với con bò trong xe xuống là hai con bò B với con Pháp có 43 triệu, giá quá trời mềm luôn, quá mềm anh chị ơi. Hai con bò mà có 43 triệu, ba con, ba con bò có 43 triệu, một Pháp rất đẹp luôn nha. Chút xíu nó dắt cho anh chị xem, một bì bồng ha. Địa chỉ của trại em là 19 gần nhà thờ Dòng Dầu. Anh chị có thời gian đến với trại xem, còn không có điều kiện thời gian đến với trại, trại bò em nhận qua Zalo lại một lần nữa để anh chị xem biết chốt. Trại bò em rất đông bò anh chị, bò bê nhiều ha. Ngày sáng thì em giao khách gần trại đây có bao ở gần đây rất bộ, cho nên em không quay. Giao khách gần trại có ba con, ba con một Pháp. Dắt cà với cà vô nhé. Đây nè. Ừ. Lấy cái hay đó vậy. Nè, con cơ bắp 6 múi nè. Đi thẳng 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 đi thẳng nè. Đi. Chẳng lại đi vô, đi vô. Thôi đất coi bò cái đất, thôi đất coi cái đất cục nó có chuồng cũ luôn vậy. Cặp bò 45 triệu giá nó mềm nhũn luôn. Thôi đó chặn lên ha, đất dài dạ bè luôn đó. Con đen với con xám nha, giá là 45 triệu. Xương giò xương to á, giò này xương to nè, đít dai cùng cụn luôn, mặt mỏ rất là duyên dáng ha. Nè, tên đít có cục rồi ha, đúng là bò 6 múi anh chị, một con màu xám, con màu đen. Đây, hai bò có bắp 6 múi, đít dai vô trùng thôi, nó ghim vai hở rất là hở luôn, hai tắc ha. Ở đây cần vai bên kia là hai tắc, mới về nó ăn tóc kia, nó ăn gom ngụm ngụm luôn. Con đen con xám mà tôi bắp chỉ có giá là 45 triệu. Em có xe nhà ship tận nơi cho anh chị 100 cây nhé. Đó. Qua đây con, qua đây con. Chen vô. Vô. Vô vắng lại, vắng lại, vắng lại. Đi. Vắng lại, vắng lại.
con bà Pháp đây, hai con bà B ha chị, đây con bà B con số 1, con bà B số 2, con bà Pháp số 3. Đây con cổ nó ba, con này có 43 triệu à, hai con bà Pháp con bà B con có 43 triệu à. Rất đẹp luôn, con này tầm khoảng chừng chiều cao của bò nhà, hai con này là hai ba bê này là 1m13 anh chị, hai con này 1m13, cái con Pháp này 1m này, Pháp này có 1m nha, ba con bò mà cái 43 triệu, hai ba bê con Pháp đẹp luôn, cái đầu mặt mỏ nó rất là dễ thương đấy, dài nó thở kia, đó hai con bò một ba bê giá là 43 triệu, em có xe nhà ship tận nơi cho anh chị là 100 cây ha. Bỏ luôn em mà cái này rất là giá rất là mềm. Rồi cuối video em cảm ơn anh chị xuất Sài Gòn qua đến một lần nữa, cảm ơn anh chị đã đăng ký và đón xem kênh YouTube. Xin cảm ơn. Sáng nay tỏ rõ là em quay cái nữa anh chị xem dễ phân biệt ha, giờ cũng phải tối rồi. Hai cái bắp cuộn cuộn.